Chị xe qua bên này chị đứng đi. Thầy nhảy tao bơi về đây mà tao đứng về cho tao bơi. Chị đó, chị xe qua bên. Chị có xe gì mà chạy chạy mà có ai nhất. I recall the past again tonight. Mua vé làm mẹ gì? Đã tao biết rồi, không mua vé à. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình The Life. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham quan một khu du lịch, có thể là điểm du lịch. Đó là nhà vườn Nam Bộ làng Tre Cái Bè. Thì địa điểm này thì nó nằm ở Mỹ Thiện. Còn Mỹ Thiện chúng ta sẽ đi vào khoảng là 100m là sẽ tới nơi này. Đây là khuôn viên ở bên ngoài. Và cả khu vực đổ xe cũng được lót bằng thảm cỏ nhân tạo. Và khu vực cổng vào thì cũng khá là đơn giản thôi. Và đây là bên trong của khu vực này. Chúng ta sẽ thấy là có những hàng dừa. Và ở đây một cây thanh long rất là nhiều trái. Chúng ta sẽ đi vào quầy tiếp tân và chúng ta sẽ mua vé trong đây. Và khu đây là khu vực nhà hàng. Đây là quầy tiếp tân, chúng ta sẽ vào đây mà mua vé. Giá vé thì tầm 70.000 một vé. Mình thì chưa thấy khu du lịch nào mà những cái vé nó đơn giản như vậy. Nhìn nó như một tấm phiếu nhỏ như thế này thôi. Cực kỳ đơn giản luôn. Lát nữa không biết có xét vé không nữa. Với giá vé trên mỗi đầu người là 70.000 thì các bạn sẽ được trải nghiệm là đổ bánh xèo nè, bánh khọt và bánh ít trần. Nói chung là các bạn sẽ tự làm những cái món này. Đó, có những cái quầy như thế này các bạn sẽ phi vào các bạn làm thôi. Đây là bàn để chúng ta chút làm ăn, còn đó là khu vực để chúng ta chơi trò chơi. Mình sẽ trượt dài xuống. Tất cả những khu vực ở đây, ở phía trong này đều được lót bằng cỏ nhân tạo. Đây chúng ta sẽ có những khu vực để sầu riêng. Cái này thì chúng ta mua nhé, nó bán. Còn ở đây chúng ta có một cái khu vực dành cho thiếu nhi, rất là nhỏ. Còn đằng sau này là khu vực của các trò chơi dân gian như là đi cầu dừa nè. Còn phía bên kia là đi dây. Từ đầu này qua đầu kia đó, các nhóm đi 5-6 người đó, thì họ đi qua dây này, chơi rất là vui. Hôm nay là mình đi vào ngay buổi chủ nhật, mưa cũng cũng khá là nhiều nhưng mọi người đi ở đây cũng rất là đông. Vì hôm nay lượng khách khá là đông nên khi mình vào thì mình đã không có đồ mình thay như các bạn này. Với 70.000 thì các bạn sẽ được kèm theo những bộ đồ này, là chúng ta sẽ được trong cái combo của nó là 70.000 là các bạn đổ bánh và các bạn có những cái bộ đồ này các bạn mặc vào luôn. Và nó có, lát nữa chúng ta sẽ được, nếu mà các bạn muốn đi thì các bạn sẽ được đi qua vườn, qua khu vực vườn bên kia để các bạn tham quan. Nhưng mà cái mùa này mình nghĩ là chắc có lá không chứ trái là không có rồi nhé. Giờ thì vẫn chưa có đồ nên mình đành phải ngồi coi những cái bạn này chơi thôi. Rất là vui. Đi ở đây thì mình nghĩ là các bạn nên đi khoảng là hơi đông đông một tí, khoảng nhóm khoảng nghĩ là 5 đến 10 người sẽ vui hơn. Vì những cái trò này các bạn chơi ít nó sẽ không có vui. Và cái khuôn viên này thực sự thì nó cũng không có rộng lắm. Nhưng mà đối với mình thì 70.000 thì mình có thể là tốt và có thể chấp nhận được với những cái trò chơi và cái khuôn viên như thế này. Khá là hợp túi tiền. Đi cũng. Còn trên những cái phần đất trống nhỏ như thế này thì họ để một cái cụ tròn như thế này và cho cát vào để các bạn nhỏ có thể vào để chơi. Tuy nhiên thì cái vị trí này nó cũng không có rộng lắm. Mình nghĩ là một hai bạn nhỏ chơi ở đây thì ok, có thể được. Chứ nhiều quá thì nó chật, không chơi được đâu. Thank you.
Ở phía sau này cũng khá là rộng, các bạn thấy là bàn nó để rất là nhiều. Thì mình nghĩ chắc lát nữa mưa nó sẽ dẹp hết rồi. Phía bên đây mình sẽ đi mình sẽ đi đổ xe trước. Mình sẽ kiếm những cái quầy nào trống mình vào mình đổ. Đây mình có quầy trống. Bạn nhỏ này chơi khóc luôn. Nhìn chung thì do lưu lượng người chơi quá đông nên nước ở đây hiện nó thoát ra nó vô không kịp nên mình nó rất là đục và cũng hơi dơ. Ở cái trò này thì các bạn sẽ leo lên cái phần thang này, các bạn cầm lên cái thanh trượt này, các bạn trượt dài ở đây. Đây thằng bé này nó chuẩn bị trượt này rồi. Các bạn này cầm nếu mà các bạn cầm phải cắt ra một tí chứ mà không là xuống các bạn sẽ bị té ngay đó thôi. Đụng đu đi đấy, tôi bây giờ nước nó không thoát là được, đụng đầu đi. Tiếp tục là lượt nhảy thứ hai của thanh niên áo nâu. Những cái quầy đổ bánh xèo như thế này thì nó cũng khá là đơn giản thôi, chỉ có hai cái lò và một thau bột, bây giờ có thêm hai cái chảo nữa và một miếng mỡ để chúng ta tha vào để nó không bị dính chảo. Đi với cậu đi. Con bé đó lại nó nhảy xuống rồi, nó nặng. Ta dắt đường cái đó. Ừ. Được không? Được, không được. Sao? Được. Mày ngồi vậy là được nè. Các bạn lưu ý khi trượt cái này thì các bạn để ý cái dây màu đỏ này nè. Nó hay vướng vào chân như các bạn lúc nãy đang trượt á, hoặc là nó hay vướng trên cái cây này. Các bạn lưu ý cái sợi dây đó trước khi các bạn trượt xuống nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào để đổ bánh. Ở đây mình sẽ đổ là đang đổ bánh khọt, phía bên kia là bánh xèo. Đây là hiện trường khi mấy bạn kia ăn xong. Đây là quầy của mình sẽ đổ ở bên đây. Ở cái quầy này thì là bột là có sẵn, chảo cũng có sẵn luôn, nhưng mà nhân thì phải lấy bên kia. Trong thời gian chờ đợi bánh thì mình sẽ đi ngược lên quầy tiếp tân và mình sẽ hỏi xem là có đồ cho team của mình chưa. Đây sẽ đường này để quay ngược lại quầy tiếp tân. Khu vực bên đó, khu vực bên này là nhà vệ sinh. Đây nhà vệ sinh. Khu vực này cũng còn khá là trống á. Rồi chú là mình lấy ngoài đây luôn hả? Hiện tại thì đồ vẫn chưa được xử lý xong nên mình sẽ ra ở phía trước để mình xem một tí. Hai bên để những cái bông rất là đẹp. Ở đây có những cái đèn hai bên, mình nghĩ tối bật lên sẽ rất là đẹp. Khu vực bãi đậu xe như mình đã nói là đều lót toàn bộ là cỏ nhân tạo, nhìn rất là đẹp. Đây là khu vực thuyền để chúng ta sẽ bơi qua bên kia để chúng ta tham quan vườn. Bên đó thì có vườn và chùa. Đây là áo phao, chúng ta đeo vào cho nó an toàn. Và kia là cái trò mà có thể nói là rất là khẩm bựa. Lên chiếc thuyền chúng ta phải quay vòng như thế, rất là chóng mặt. Nên các bạn nên thử chơi một lần cho biết. Nhưng mình khuyên các bạn là nếu các bạn hay bị chóng mặt và hay dễ buồn nôn thì các bạn đừng chơi. Vì thực sự chơi cái trò đó xong là rất là muốn ói và rất là chóng mặt.
ngồi dưới đây. Ê, ai ngồi đây thôi. Ai ngồi lên trên nè. Hiện tại thì vườn ở khu vực bên đây thì nó trái cũng không có nhưng mà vườn nó cũng tương đối là nó không có rộng nên đi cũng không có gì để chúng ta tham quan nhiều. Ở phía bên đó thì có cây cổ thụ rất là to, vì hồi nãy mưa khá là nhiều nên mình không có quay được, mình chỉ đi vào ảnh mình xem một tí thôi, giờ mình sẽ quay trở lại bên đây. Trời ơi, làm gì vậy? Đi bằng những cái thúng như thế này thì nó cũng vui và khá là thú vị. Nhưng mà bơi nó rất là khó và cũng như là bơi nó rất là lâu tới hơn so với đi bằng thuyền. Bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ đi ngược lên khu làng tre lúc nãy để mình ăn bánh xèo. Lên cơ luôn á, đi nhà ngựa nước lớn vô không vậy? Cho mặt quá em ơi. Đợi một chút ăn mưa mà ăn cái gì. Đâu chứ, kiếm thêm cái này đi. Xô nể xịu vậy? Đâu có, kêu đổ hết rồi lấy bột. Đây là cái thao đổ bột bánh xèo của mình, khá là lỏng á. Không có đặt. Ăn cái gì á, ăn đã đi mít rồi hay gì đó, hỏi xong có cách ăn không? Có bán không? Ăn bán. Vô đi chiên rau được. Ôi, bánh này lồng quá vậy. Đổ này đổ gì đâu mà quá trời lồng. Đợi đi. Nó lỏng quá rồi, nó khô nè. Lỏng le à. Trời ơi. Lại đứng như đó làm luôn. Là bánh khọt. Còn hỏi cô hai có dinh rồi không kêu bánh. Đây là bánh đúc này. Bánh gì? Vô nó lấy dinh cái gì kìa mà nó lâu. Hôm nay thì mình đi khá là xui, đó là trời mưa, nó cứ mưa và tạnh như thế này, khá là khó chịu, nhưng cũng rất là vui. Với mình là cái việc trải nghiệm tự mình đổ bánh xèo và mình ăn tại chỗ như thế này á, thì nó cũng khá là thú vị á. So với các bạn mua cái bánh mà người ta đem về sẵn thì làm như thế này ăn nó sẽ cảm thấy là ngon hơn cũng như là sẽ vui hơn. Các bạn có thể đứng ở đây ăn hoặc là các bạn đem về cái bàn để ăn. Đây mình sẽ ăn thử ở đây luôn. Những buổi mà mưa như thế này thì khá tội nghiệp cho những các bạn phục vụ như thế này, thì các bạn phải chạy ngoài mưa như thế này. Vì khu du lịch vườn như thế này thì nó không có mái che, nó cứ thiên nhiên như vậy á. Các bạn phụ vụ cái chạy tới giờ lùi cũng thấy ướt cũng hơi tội. Nghĩ là việc tự tay mình làm chiếc bánh như thế này thì mình nghĩ ăn sẽ ngon hơn. Bánh xèo này thì nó ăn kèm với là rau. Nhưng mà hiện tại thì mưa quá, mình không có mình cũng hơi lười qua mình chưa lấy rau. Lát nữa mình sẽ lấy rau qua cho các bạn xem. Rau thì ở đây thì các bạn ăn bao nhiêu thì các bạn lấy bấy nhiêu thôi nhé. Các bạn đừng lấy dư nhiều quá. Cũng như là cái bánh thì các bạn đổ cũng các bạn đổ vừa đủ ăn thôi. Tránh cái tình trạng các bạn
đổ nhiều quá hay là dao các bạn lấy nhiều quá không ăn hết thì bỏ rất là phí. Hiện tại thì mưa cũng đã bớt rồi, mình sẽ đi qua đây để mình lấy dao. Và đây là khu vực để dao chúng ta có thể lấy. Cũng được vài loại dao nhỉ. Theo mình là mấy loại này ăn là cũng rất là ngon, rất là đủ rồi, không cần quá nhiều. Và ở này dở một cái là những cái trái cây thì thôi để ngoài mưa luôn, nghĩ để phải có mái che lại chứ để như thế này thì nó hư hết. Đây là dưới dao chúng ta, nhìn rất là ngon đúng không? Đây mình sẽ đem lại bàn. Đây mình sẽ để đây. Đứng bên kia ăn thì mỏi chân quá, mình nghĩ mình sẽ để lên bàn này mình ăn sẽ tốt hơn. Đó các bạn nhìn không, rất là ngon. Tay chúng ta làm và rau rất là xanh, rất là tươi. À nước mắm ở đây cảm nhận là nước mắm ở đây làm rất là ngon, mình rất là thích nước mắm ở đây. Còn bánh xèo thì chất lượng của bánh xèo bột đổ thì nó hơi lỏng. Nhưng cũng chấp nhận được, không gọi là dở. Với 70.000 thì mình nghĩ đây là một trải nghiệm khá là hay. Không là bánh hả? Bên đây cái gì quá trời. Và khu vực bên này là khu vực để chúng ta làm bánh ít trần. Ở bánh ít trần mình nghĩ là cái bánh như là bánh ít của chúng ta, nếu các bạn nào Việt Nam các bạn sẽ biết. Và nó chỉ khác ở chỗ là nó không được gói bằng lá chuối thôi, mà nó sẽ để lên lá chuối và nó hấp trực tiếp như thế này, nó không gói lại. Như khác nhau vậy mà nó làm nhỏ gọn hơn, nó không làm to như cái bánh ít thường bình thường của mình. Chúng ta sẽ được trải nghiệm và làm thử bánh này. Đó là bánh. Biết làm không? Mà làm bánh gì mới được chứ? Bánh gì? Bánh trần. Tao biết làm. Bỏ nhân vừa vô rồi. Thôi thôi nhá vậy. Đây là nhân gì nhỉ? Nón trộn. Bỏ vô dĩa nè. Rồi thử đi Ngân. Nó nghe nè, dở ra có ngoại đứng gần là bên kia nó sai vậy nó thôi rồi nó nóng không biết. Đó bánh nào? Hai em làm đó nè. Không, tao quay. Con gái ngồi bên kia. Một bộ tay nữa. Hai đứa làm cho nó nhiều. Đây là những khu vực để đĩa sạch để chúng ta khi chúng ta bánh chúng ta hấp chín chúng ta sẽ bỏ vào đây. Bỏ những cái đĩa này. Nhìn tiếng đó. Hai đừng quay. Bỏ lên cái miếng lá chuối rồi bỏ vô. Sau khi chúng ta gói cái bánh lại, chúng ta sẽ bỏ lên những cái lá chuối này và bỏ lên cái sườn hấp để chúng ta hấp. Bánh này cũng mau chín thôi, không quá lâu chín đâu. Đây, ta bỏ lên vậy cỡ 4-5 cái gì đó, chúng ta sẽ bỏ vào chúng ta hấp. Nắng bánh vào đi ra ngoài đứng nhìn. Ủa cái nhân là bánh xèo là. Đổ đầu, có chỗ đổ giờ. Bên đầu. Để gì đấy cho, để gì đấy cho. Manh động. Đây con cái mà từ từ đi. Trời ơi. Mấy con cái à từ từ đi. Con cái gì con cái gì hấp gì. Có thay dầu không? Nè để dưới đây nè. Ừ. Nó cũng làm đẹp hơn. Mình
mình hấp mà không có bỏ cái xè vô, mình bỏ lá chuối vô thôi nha. Chị còn bao tay không vậy? Vậy đem bưng cho. Vô quầy lấy đũa đi. Trời, con gà như thật à. Và ngoài những cái combo 70.000 các bạn làm những cái món này thì chúng ta sẽ còn những cái món khác nữa nằm trong cái menu này. Những cái món này các bạn có thể gọi thêm ngoài cái phần combo 70.000 đó. Các bạn gọi thêm những món nào các bạn thích, món nào thì các bạn gọi món đó. Rất là nhiều món. Hầu như những cái đặc sản và những cái món dân dã ở miền Tây thì nó đều có ở đây cả. Có cả chuột đồng nữa các bạn. Chuột đồng, ếch, lươn, lẩu, nói chung là đủ hết. Ấn tượng nhất là cái bánh xèo làng tre này. Nó tới là 100.000 một cái. Nghĩa bánh xèo là 100.000 một cái thì giá nó hơi cao á, trong khi mình có thể đổ miễn phí ở đây. Trong khi mình coi cái menu ấy, thì ở đây mình đã làm được 3 cái rồi. Làm nữa không? Chỉ là 5 cái, mỗi người là hợp lý. 2-3 cái thôi. 5 cái đi, làm tiếp đi. Chứ có này có hai gà nhìn giống vải trưởng. Đầu mình nhìn tưởng có gà thật không chứ. Lúc nãy sau khi làm bánh xong mình sẽ bỏ vào đây khoảng nghĩa là từ từ 20 phút gì đó. Rồi sẽ mở ra lấy bánh. Mở ra nha. Khá là nóng nha các bạn. Mở ra các bạn phải đứng hơi xa xa một tí. Đừng đứng gần, cái hơi này rất là nóng. Đây, bánh của chúng ta. Nóng lắm á. 5 cái. Wow. Nhìn rất là bắt mắt. Nhìn đi như cái bánh vậy. Là dĩa và mình sẽ cho thêm nước cốt dừa ở bên trên. Nước cốt dừa thì các bạn xin các bạn nhân viên ở đây luôn nhé. Thường thì nó có để ở trên đây luôn. Rồi đâu dính lá chuối rồi, lá chuối đâu dính bánh đâu. Bay cái đó cũng dưới rồi. Để đi. Rồi mưa luôn rồi không luôn. Phần nước cốt dừa này mình nghĩ là nó hơi đặc tí. Và cuối cùng thì món bánh ít trần ăn với nước cốt dừa do tự tay mình làm đã hoàn thành. Nhìn nó cũng mắc mắc quá nhỉ. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại bàn với món bánh và chúng ta thưởng thức mà thôi. Hôm nay thì thời tiết nó cứ mưa hoài như thế này nên nước đọng rất là nhiều. Tuy nhiên đỡ chỗ là ở đây là lót còn là thảm cỏ nhân tạo nên đi nó cũng rất là đỡ dơ chân, nó không có sình. Ăn nữa không, nó nổ nữa. Ủa này nó gì làm bánh này nữa đi ngơn. Làm bánh đó đi ngơn. Đi ngơn. Đi ngơn. Đi ngơn. Đi hai. Đi hai. Cô hai ăn bánh này cô hai. Thôi nữa hả? Đây lấy cho con cháu nữa nè. Nè nè nè. Thôi. Ăn. Ăn thử ngon không mày làm hoài. Bánh này ở cái khuôn viên nhỏ thế này thì họ vẫn trang bị chúng ta một chiếc thuyền. Mình nghĩ cái này thì nó không cần thiết lắm vì cái khuôn viên này nó quá nhỏ rồi, để chiếc thuyền này vào bơi cũng chẳng được có bao nhiêu. Để vào mình thấy khá là chật. Và đó là tất cả những trải nghiệm và cũng như là cảm nhận của mình về khu du lịch làng tre Mỹ Thiện Cái Bè Tiền Giang. Với mức giá mà 70.000 được chơi những trò chơi như thế này
và được tự độ bánh xèo, bánh đúc và bánh ít trần, và có thể dạo quanh cả khu vườn ở bên những cái vườn bên cạnh á. Thì mình nghĩ là cái giá này là quá là hợp lý. Tuy rằng thì cái điểm du lịch này thì nó cũng khá là nhỏ, tuy nhiên thì với mức giá 70.000 và với những gì mà chúng ta được trải nghiệm ở nơi này, tôi nghĩ là đây là một nơi các bạn có thể nên ghé đến một lần để các bạn trải nghiệm nó. Và video của mình tới đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này, và nếu cảm thấy video này có chút xíu gì đó thú vị, hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.